Có một tin đồn phổ biến về việc cá sấu rơi nước mắt, nhưng thực tế, cá sấu không rơi nước mắt khi cảm thấy buồn bã hay xúc động như con người. Cá sấu thực sự có một cấu trúc gọi là màng nước mắt, một lớp màng mỏng trên bề mặt mắt giúp bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn và vi khuẩn khi chúng lặn dưới nước. Khi cá sấu mở miệng, màng nước mắt này có thể trông giống như nước mắt chảy ra, nhưng thực tế đó chỉ là nước mắt tự nhiên để làm ẩm mắt. Tuy nhiên, những hành động này không phải là một phản ứng cảm xúc giống như việc con người rơi nước mắt khi cảm thấy buồn bã hay xúc động. Cá sấu thường không có khả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc giống như con người.